Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sắc màu văn hóa các dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến cùng tìm hiểu về nghề làm giấy bản của người Dao ở nơi đây. Xin kính mời quý vị và các bạn. Giấy bản là vật phẩm mang nhiều sắc thái tâm linh, không chỉ của người Dao mà của nhiều dân tộc khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thường được sử dụng khi cúng bái, nhất là dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm. Đây là loại giấy độc đáo do chính bàn tay người Dao đỏ làm ra, có nguồn gốc từ rất lâu đời và lưu giữ qua nhiều thế hệ như một nghề truyền thống. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn các công đoạn làm giấy bản của người Dao thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng trao đổi với chị Triệu Mùi Trướng, một người dù còn khá là trẻ tuổi nhưng mà cũng đã có kinh nghiệm làm giấy bản rất là lâu năm rồi ạ. Em chào chị. Chị ơi, em cũng được biết là chị cũng làm giấy bản khá lâu năm rồi đúng không ạ? Vâng. Vậy thì chị có thể nói qua cho em một chút các cái công đoạn làm giấy bản để có thành phẩm những cái tờ giấy bản như này ấy ạ. Thì cái nguyên liệu là đầu tiên là làm từ cái gì nhỉ chị nhỉ? Cây trúc đấy. À, làm từ cây trúc ạ? À. Vâng. Thế cây trúc mình lấy về mình phải làm như nào nữa hả chị? Ngâm. Ngâm này. À. Rồi thế nào nữa ạ? Vui. Lấy vui. Lấy vui là ngâm. Vâng. À. Ngâm này rửa. Rửa đấy ấy, cho vào đây là ngâm. Ngâm được một tháng để làm ấy. Đập nữa. Ôi thế ạ, là phải đập nữa ạ? À. Vâng. Thế để được một cái tờ giấy bản như này thì mất khoảng từ lúc ngâm trúc cho đến đập rồi là các qua các công đoạn ấy thì phải mất khoảng bao nhiêu thời gian ạ? Mất nhiều lắm đấy, thời gian. Đến một tháng không chị hay là hơn? Một tháng hơn. Dạ. Ai là người dạy chị làm giấy bản này ạ? Ai không làm, nên một chị đây dạy. Tức là có phải bố mẹ chị dạy không hay là ai là người dạy chị? Bố mẹ là dạy cho. Bố mẹ dạy cho. Dạ. Thế chị mất bao nhiêu lâu để học làm giấy bản này? Không biết mất bao nhiêu không ạ? Nhiều lắm rồi đó. Cùng để mất nhiều lắm rồi. Tức là từ lúc mình còn nhỏ là cứ thấy bố mẹ làm xong mình cũng giúp làm. Vâng. Thế là mình biết làm luôn ạ. Vâng. Thế thì giấy bản này mình mang ra chợ bán thì bán thành cân hay là bán đếm theo tờ hay như nào chị? Bán từng khuyên. Từng cân ạ? À, từng khuyên. Từng khuôn, từng khuôn. Mỗi khuôn là bao nhiêu tiền ạ? Khuôn là trăm rưỡi. 150.000. Vâng. Thì chị hay thường là mang đi bán ở đâu nhiều ạ? Mang là mang đi mỏ. Người bây giờ là không mang đâu. Người họ không về đến nhà giao người họ. À, giao luôn. Giao họ luôn. Dạ, vâng. Người Dao đỏ ở Yên Lạc làm giấy bản từ những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Loại cây được sử dụng là cây trúc non. Dụng cụ cơ bản là một cái khuôn tráng giấy làm bằng vải hoặc tre trúc mỏng và một bể lớn đựng nước pha bột giấy. Từ khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch, cây vẩu non đã được thu hoạch để chuẩn bị nguyên liệu làm giấy bản. Khi cây trúc non được chặt về, loại bỏ lá, cành, rồi cắt thành từng đoạn, chẻ đôi, bó thành từng bó, ngâm xuống nước vôi từ 1 đến 2 tháng vớt ra, mang đi rửa, rồi lại ngâm từ 2 đến 3 tháng. Sau đó lấy ra đập nát, rồi thả xuống bể. Nước vôi thường do bà con tự đun. Sau khi ngâm đủ thời gian, cây trúc sẽ được dập cho nhuyễn hẳn, rồi dùng cối để giã thành bột. Sau đó pha với nước để được một loại dung dịch sóng sánh màu vàng. Lấy dung dịch này tráng thật mỏng trên khuôn vải, phơi khô rồi bóc ra là được tấm giấy bản đầu tiên. Việc làm giấy bản không phân biệt nam hay nữ làm, bởi trong gia đình người Dao ở Yên Lạc, gia đình nào làm giấy bản thì các thành viên trong nhà đều hỗ trợ nhau làm, từ ông bà, bố mẹ hay các con. Để làm giấy bản đẹp,
Người làm phải tiến hành qua nhiều công đoạn, đòi hỏi cần có sức khỏe và tính cẩn thận cao. Bởi vì các công đoạn làm giấy đều rất khó như vớt, nghiền nguyên liệu, tráng giấy, bóc giấy. Theo chị Triệu Mùi Trướng, xóm Lũng Súng, người có kinh nghiệm làm giấy bản trên 10 năm cho biết, ngày nào cũng phải xem nước ngâm cây có đủ hay không, nước phải ngập hết cây, nếu không sẽ hỏng giấy. Để có những tờ giấy bản vuông vắn, công đoạn cuối cùng là xếp các tấm giấy thành lớp, gấp vào, dùng thanh nứa mảnh dọc theo khổ khoảng từ 25cm đến 80cm. Mỗi tờ giấy bản cầm lên, mỏng, có sắc vàng, độ xốp cao, dai mịn, soi ra ngoài ánh sáng thấy rõ những sợi tơ và phảng phất hương thơm của cây rừng. Được làm từ bàn tay khéo léo của người dao đỏ theo những bí quyết riêng, giấy bản là loại giấy tuy mỏng nhưng dai và bền hơn giấy sản xuất công nghiệp. Bảo quản nơi khô ráo, giấy bản có thể để vài chục năm vẫn sử dụng tốt. Bởi thế, loại giấy này rất phổ biến và được ưa dùng không chỉ trong cộng đồng người Dao. Giấy bản thường được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của người Dao đỏ như lễ Tết, cúng cầu mùa. Mỗi gia đình người Dao có một góc thờ chỉ dán tờ giấy lên vách phía sau đối diện cửa chính để đánh dấu. Cũng giống như người Kinh đốt vàng mã trong ngày lễ, người Dao đỏ đốt giấy bản theo quan niệm của tâm linh. Giấy bản có màu vàng nhạt, dai và bền, ngoài dùng để cắt giấy tiền, vàng hương trong tục thờ cúng, giấy bản còn dùng để dán bàn thờ tổ tiên, trang trí trong nhà, dùng để viết chữ Nho, chữ Hán. Bởi giấy dai và thấm mực, chữ viết lên trên giấy không bao giờ bị phai. Loại giấy này có thể được sản xuất bằng nhiều loại cây rừng, nhưng với bà con dân tộc Dao ở xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình thì chỉ dùng cây trúc để sản xuất. Nghề làm giấy bản của bà con thường diễn ra vào mùa nông nhàn. Dù làm giấy bản phải cần có thời gian, sức khỏe và sự tỉ mỉ, nhưng mỗi người Dao sinh ra và lớn lên ở Yên Lạc luôn tự hào khi các thế hệ trong gia đình làng bản vẫn không bỏ nghề làm giấy, vẫn hàng ngày cần mẫn lưu giữ nghề theo cách riêng của họ. Để rồi người dân Yên Lạc không chỉ có thêm thu nhập trong thời gian nhàn rỗi mà còn lưu giữ được nghề truyền thống của dân tộc mình.